Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khi Trung Bộ vẫn nắng nóng trên diện rộng, thì hai đầu đất nước lại có mưa dông về chiều và tối. Thậm chí ở Nam Bộ, mưa sẽ xuất hiện trên diện rộng hơn và thời gian sớm hơn hẳn so với ngày hôm qua. Qua ảnh radar có thể thấy là sau miền Đông Nam Bộ thì mây dông đã phát triển liên tục và lần lượt gây mưa cho các nơi khác ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Hiện tại là Long An, Đồng Tháp và Sóc Trăng. Dự báo trong chiều và tối nay, mưa sẽ mở rộng ra cả khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và một phần từ Bình Định cho đến Bình Thuận. Cảnh báo mưa vừa mưa to tại Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng và Bình Phước, tức là những vùng màu xanh đậm như thế này. Tại đây khả năng cao kèm theo lốc sét và gió giật nguy hiểm trong cơn mưa. Còn trước khi chuyển mưa đều khắp 1 đến 2 tiếng tới ở các khu vực này, trời vẫn có nắng và khá nóng. Nhiệt độ cao nhất ở các thành phố trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa lên mức nắng nóng 35 độ. Trở ra khu vực từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa, đây sẽ là khu vực có nắng nóng diện rộng trên cả nước vào chiều nay. Vùng màu cam tương ứng với mức nhiệt 35-37 độ, bao phủ phần lớn. Một số nơi ở vùng núi có thể lên đến mức 37 độ do hiệu ứng phơn. Với Bắc Bộ, trong chiều nay, nắng nóng 35-37 độ cũng xảy ra cục bộ ở Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên Phủ và Hà Giang. Còn các nơi khác trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Mưa dông khả năng về chiều muộn mới xuất hiện, chủ yếu ở vùng núi và Trung Du. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa, chiều nay ít mưa, có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió cấp 4. Trái lại, huyện đảo Trường Sa tiếp tục cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn với lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các khu vực trên cả nước trong chiều và tối nay. Dự báo chiều nay, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ là những nơi có mưa, cảnh báo các hiện tượng dông lốc, sét đánh. Những hiện tượng này còn có thể ảnh hưởng tới hệ thống truyền tải điện. Sét có thể đánh trúng cột điện gây cháy nổ. Các biển hiệu, tấm bạc, mái tôn, chằng buộc không chắc chắn có thể bị gió lốc thổi bay vào đường dây truyền tải điện, gây mất an toàn lưới điện. Để đảm bảo an toàn, quý vị hãy gia cố lại biển hiệu, mái nhà trước cơn dông.